Sau hơn 3 ngày di chuyển, tối ngày 5 tháng 10, đoàn xe của khoảng hơn 300 người dân các tỉnh phía Bắc đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã về tới chốt số 1 cầu rẽ quốc lộ 1A thuộc địa phận Hà Nội. Họ đa số là những người dân tộc thiểu số đi vào miền trong để làm việc, tuy nhiên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Có rất nhiều trẻ em từ một vài tháng tuổi đến 5 tuổi đi xe máy cùng bố mẹ về quê. Tại đây, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án đón đoàn đi qua Hà Nội, phân làn phương tiện tránh ùn tắc giao thông và hỗ trợ dẫn đường cho người dân tham gia giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn giao thông, lực lượng chức năng của Hà Nội đã chuẩn bị những phần bánh kẹo để gửi tặng người dân ăn nhanh khi họ làm những thủ tục đi qua địa bàn. Trong này nó mưa quá, nó bị ướt hết. Công ty nó nghỉ việc hết rồi thì mình làm không đi làm việc được thì mình không có tiền để về ăn với để dạng tìm phòng trọ. Về nhà cách ly đủ thì mình còn đi kéo rồi mình ăn ở nhà thì nó lấy hơn ạ. Hết xăng mà, có xăng đông cũng khó khăn như đấy nhưng mà cũng may là cũng có các cán bộ công an giúp đỡ những xe nào mà nó hỏng nhấp lên để chở lại người về. Tại vì đường xa nên là mình phải chuẩn bị bình xăng, nếu mà không ấy thì đi những cái đoạn mà không có cây xăng hoặc là gì ấy thì mình không có xăng mà đổ xe thì là mình không thể đi được. Xe thủng lốp này hay là đứt xít này hay là vỡ ma ơ này rất là khó khăn. Anh em mình đi đều hòa đoàn là vui nhất. Các khi thế giới này mình đi cũng chả có lần nào vui như thế cả. Hai cuối khóc ấy, mình gặp khó khăn trong những lúc mà nó đòi ăn với lại những lúc mà mưa. Họ đang tiếp tục hành trình còn khá xa, rất mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm kịp thời của Hà Nội đã tiếp thêm sức cho họ, khiến con đường về quê dường như ngắn lại. Dự kiến rạng sáng ngày 6 tháng 10 và những ngày tiếp theo vẫn còn rất nhiều người dân đổ về các tỉnh phía Bắc qua địa phận Hà Nội.